là ví dụ trầm trồ cũng rất bây giờ nhé, thì là bằng lên mạng trầm trồ chữ thực của chúng nhá, không phải vẫn ở đây nữa, ở đây bị thôi. Nếu sau này nhỏ hơn 5 triệu thì bằng 5 triệu đồng nhưng không như 5. Đây hơn ơi, hơn là số quốc gia rồi. Nếu sau đấy nhỏ hơn là bằng 5 triệu thì bằng số này nhân không phải số 5 cơ mà, sao là bằng 5 triệu nhân không phải số 5. À ừ đúng rồi. Này đúng không? À ừ, bởi vì thế nhưng mà mấy là 250. Đúng rồi, thằng nào nhỏ 5 triệu rồi em tắt 250. Thì em thử hỏi tự hoàn thiện lúc này xem nào, xem có hiểu được chưa? Đến đây rồi. Đây. Đến đây nhá, đến đây là hình thống này. Thì tiếp từ đây đi. Có cần tính không ạ? Ít thì cần không chung, tại vì đây có 2 giá trị thôi.